đẩy nhanh tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em trước năm học mới. Tìm thấy cháu gái 13 tuổi sau nhiều ngày cùng bạn trai bỏ trốn đi nhiều tỉnh. Trộm cắp khóa cổng, liên tiếp lấy đi 2 xe tay ga. Những con tàu ma hủy diệt bất cứ sinh vật nào bị quét qua. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 19 tháng 8 năm 2022. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Bích Ngân của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Ekech Sài Gòn hay kể như chuyện sắp xuất hiện Wellness Resort hàng đầu Việt Nam tại Hồ Tràm, nơi hệ thống tiện ích Wellness được nâng lên một tầm cao mới, đón đầu xu hướng Wellness Investment, đầu tư 20% chỉ 600 triệu đến khi nhận nhà. Best Western Premier Tram Resort Hồ Tràm, về với ngôi nhà Wellness của riêng mình. Ngày 19 tháng 8, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quận đang triển khai đợt tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi để tăng độ bao phủ vaccine cho trẻ trước thềm năm học mới. Theo thống kê, trung bình tiêm được khoảng từ 400 đến 500 mũi một ngày. Trong đó, trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi sẽ tiêm mũi 1 nếu trẻ chưa được tiêm và sẽ tiêm mũi 2 nếu đã tiêm mũi 1. Trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi sẽ được tiêm mũi 3. Ngoài ra còn có một điểm tiêm tại trung tâm y tế quận, một điểm ở bệnh viện quận và hai điểm tại trường học. Trong cao điểm tháng 8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận Phú Nhuận mở điểm tiêm tại các trường học để các em trong độ tuổi đều được tiêm vaccine. Một số phụ huynh họ đến thì họ cũng rất là an tâm. Tại vì quận chủ trương là tiêm sau đó để hiệu quả, an toàn cho trẻ. Thì phụ huynh chuẩn bị cho các em đi học thì phụ huynh được thông tin để mà đến tiêm thì phụ huynh cũng rất là an tâm. Tại điểm tiêm trường tiểu học Nguyễn Đình Chính, từ 8 giờ sáng, nhiều phụ huynh đã đưa con em đến làm thủ tục và tiêm vaccine phòng COVID-19. Công tác chuẩn bị tại điểm tiêm được người dân đánh giá cao và hiệu quả. Các trẻ sau khi được khám sàng lọc và tiêm vaccine sẽ được nhận bánh kẹo trong thời gian chờ theo dõi sau tiêm. Theo thông tin, đợt tiêm sẽ kết thúc vào ngày 19 tháng 8. Những ngày vừa qua, hàng ngàn bông mướp vàng tươi khoe sắc tại các đám rẫy đã gây choáng ngợp cho người đi đường khi đi trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Nhiều nông dân đi hái hoa mướp để kiếm thêm thu nhập. Hoa mướp được coi là một loại rau rất được thị trường ưa chuộng để chế biến nhiều món ngon dân dã như hoa mướp xào bò, canh cua hoa mướp, nộm hoa mướp, hoa mướp xào lòng gà. Bông mướp này làm xào ăn rất ngon. Tùy theo thời điểm nhiều khi và thị trường giá có lúc 5-60 ngàn một ký cũng có lúc 20-30 ngàn cũng có. Mỗi năm khi đến mùa hoa mướp nở lại tạo nên một bức tranh đồng quê dân dã rất độc đáo chỉ có ở Việt Nam. Tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, khi con nước tràn đồng, nhiều loại thủy sản cũng theo con nước mà sinh sôi phát triển, trong đó có lươn đồng. Thời điểm này, bên cạnh nghề câu lưới, bắt cá, người dân vùng đầu nguồn còn có thêm thu nhập đáng kể từ nghề bắt lươn. Lươn đồng có quanh năm, tuy nhiên nhiều nhất là vào mùa lũ. Một chủ vựa chuyên thu mua cá, tôm, lươn đồng ở xã Đầu Nguồn, Thường Thế Hậu A, huyện Hồng Ngự cho biết, khi con nước về, mỗi ngày có thể thu mua được vài chục kg lươn đồng, chủ yếu do người dân đặt trứng và xúc ủ. Lươn đồng sau khi thu mua sẽ được phân loại bán cho người tiêu dùng. Giá mỗi kg lươn đồng loại 1 là 170.000 đồng một ký, loại 2 là 130.000 đồng một ký. Riêng lươn nhỏ sẽ được cân xô bán cho hộ nuôi lươn, giá khoảng 100.000 đồng một ký. Ngày 19 tháng 8, Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp với công an các địa phương liên quan tìm được cháu gái 13 tuổi sau nhiều ngày mất tích gây xôn xao dư luận. Trước đó, ngày 12 tháng 8, Công an huyện Bình Lục nhận được đơn trình báo của một người dân ở xã Hương Công về việc khoảng 16 giờ ngày 11 tháng 8, con gái 13 tuổi bỏ nhà đi, nghi ngờ bị dụ dỗ hoặc bắt cóc. Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, đến 22 giờ ngày 16 tháng 8, lực lượng công an xác định cháu gái đang ở tại một nhà nghỉ thuộc xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Khi kiểm tra nhà nghỉ trên và phát hiện cháu gái đang ở chung với Tăng Văn Nguyên, 26 tuổi, trú tại xã Vĩ Thượng, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.
Công an thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương đang điều tra truy xét đối tượng bẻ khóa nhà dân, lấy trộm liên tiếp hai xe tay ga đắt tiền. Vụ việc xảy ra vào lúc rạng sáng, chị Lê Kim Phương, 44 tuổi, ngụ tại hẻm 131 đường Cây Gia, phường Tân Bình, thành phố Dị An, thức dậy thì phát hiện hai xe tay ga hiệu Vision và Airblade đã mất, cổng nhà bị phá khóa. Kiểm tra camera, chị Phương phát hiện lúc 4 giờ 25 phút, một đối tượng đã dùng kìm cắt khóa cổng rồi vào bên trong dắt đi chiếc xe Vision. Khoảng một tiếng sau, tên trộm quay lại dắt luôn chiếc xe Airblade. Theo hình ảnh từ camera thì tên trộm còn có đồng bọn. Thưa quý vị, sử dụng xuông điện để đánh bắt thủy hải sản là phương pháp đã bị cấm từ lâu. Thế nhưng ở vùng biển thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, cách làm nguy hiểm này đang diễn ra theo chiều hướng ngày càng nghiêm trọng. Người dân đóng tàu dùng máy phát điện 3 pha công suất lớn, truyền điện trực tiếp xuống biển để đánh bắt hải sản. Phóng viên Góc Nhìn trưa nay đã theo các tàu cá của ngư dân tiếp cận trực tiếp để phản ánh tình trạng này. Biển Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, nghề câu mực truyền đời của ngư dân đang bị đe dọa bởi những con tàu này. Những con tàu không số, không đèn cảnh báo chạy qua chạy lại suốt đêm ở biển Vũng Áng. Mỗi đêm có hàng chục con tàu như thế. Điểm đặc biệt của những con tàu này chính là sợi dây điện được thả xuống biển cùng với lưới kéo. Người dân miền biển Kỳ Anh cho biết, những sợi dây điện này là hiện thân của cỗ máy hủy diệt sinh vật biển. Ngư dân chua chát so sánh cỗ máy hủy diệt này hơn cả sự cố môi trường Formosa cách đây vài năm. Họ đánh cứ cả vùng ngạn đánh họ kéo lên mài trên xã Kỳ Kháng Kỳ Phú thì rồi đi chúng mà giữ cái lời cái quân binh ấy giờ lên tới cái vùng cửa khẩu Hà Tĩnh đi là cửa khẩu Kỳ Anh đi như nói chung là cả mức kiểm khán kia thì cả. Bởi vì giờ điện nó như kiểu diệt tạp như diệt tạp nguy hiểm lắm, nguy hiểm hơn cả cố vô sai này. Nguy hiểm rất ảnh hưởng về trước tôi nói là môi trường sau là cái hải sản nó thiệt sản rất nhiều vì là nó một như bạc đi làm đây có nào sống hắn ăn mặt là bạc đấy đó, là còn có nào mình thấy là hắn làm lỗ hắn sống chả đúng chỉ con mệt đó là con cái này bỏ xuống là rất là coi là chỉ thân một con là chết 15 con mà 15 con đó là trong cái vùng hoàn là chỉ bán một con ví dụ nó khi già thì mình già nó đi là bán trong cái vùng biên xung quanh chỉ thịt. Vâng, thưa quý vị, sau rất nhiều khó khăn thì chúng tôi đã tiếp cận được khu vực của những chiếc tàu đánh điện như thế này. Cái điều đặc biệt của con tàu này đó là những dây điện rất to rất nặng đi kèm với những tấm lưới này. Thì một người làm nghề đánh cá bằng điện cho biết là cái dây này nó phải chịu tải ở của một cái dòng điện khoảng 600V và khi xuống nước tất cả những con vật mà vào trong cái vùng của lưới từ phía bên này sang phía bên kia của tàu không con nào sống nổi. Đây là chiếc máy phát điện 3 pha được lắp trên tàu giã điện. Chiếc máy phát này có thể phát ra dòng điện với công suất cả chục kW. Dòng điện công suất lớn không những giật chết những sinh vật đang bơi mà ngay cả trứng, ấu trùng và cả các sinh vật phổ du cũng không thể tồn tại. Điều đáng nói, phương pháp đánh bắt hủy diệt này bị cấm từ lâu nhưng lại diễn ra thường xuyên ở biển Kỳ Anh. Thứ nhất là nó làm hủy hoại, nó chết hết cả một cái vùng. Có con cá nào ở đó là chết hết, từ cá nhỏ đến cá lớn, cá bé. Thứ hai nữa là không phải con cá nó chết mà các sinh vật, vi sinh vật nó cũng chết và toàn bộ cái vùng đó, cái hệ sinh thái ở khu vực đó nó cũng chết đi. Mà nó hủy diệt hết các cái loài từ thức ăn cho con cá cho đến các cái thủy sinh khác của cá, chỉ có phải là nó hậu quả rất là lớn đối với lại ngày mai khi mà một cái hệ sinh thái hoặc là một cái vùng nó không còn cá, nó không còn
nó tuyệt chủng đi các cái loài, một cái vùng nhỏ đến một cái vùng lớn thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái vùng, cái hệ sinh thái đó. Đó nghĩa là thậm chí là nó hủy diệt cả một cái vùng, cả một cái sinh thái, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc phát triển cái nguồn lợi ở khu vực đó. Và lúc đó thì khi một loài, 10 loài, khoảng 20 loài cá mà nó chết đi, nó biến mất rồi, cả một cái vùng lớn như thế, thì nó sẽ nó coi như là cả một cái nghề cá khu vực đó sẽ bị sụp đổ, hay nói cách khác là nó biến mất cả một cái hệ sinh thái đó. Mà khi mà cái hệ sinh thái không còn nữa thì tác hại rất là lớn, là thậm chí các loài địch hại mà một ngày nào đó chúng ta thấy các cái vùng mà nó suy giảm, mà nó diệt, nó biến mất các cái hệ sinh thái cũng như các loài, thì coi như là bị chết. Lúc đó chúng ta không có nguồn lực để mà phục hồi. Tiếp tục theo ngư dân Hà Tĩnh, không khó để phát hiện hàng chục tàu giã điện hoạt động giữa ban ngày. Sau nhiều ngày theo dõi, chúng tôi phát hiện những con tàu giã điện thường xuyên hoạt động từ 15 giờ chiều hôm trước đến gần sáng hôm sau, phạm vi hoạt động quanh biển Vũng Áng, từ khu vực biển xã Kỳ Lợi giáp danh với tỉnh Quảng Bình đến các bãi thuộc các xã Kỳ Ninh, Kỳ Khang, Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh. Ban ngày tàu giã điện hoạt động xa bờ hơn, khoảng hơn 2 hải lý, còn ban đêm tàu can quét đến sát bờ, thậm chí ngang nhiên vào sát cửa lạch trước cửa trạm kiểm soát biên phòng của đồn biên phòng Kỳ Khang, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh. Lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý một vài trường hợp, nhưng chính những chủ tàu tiết lộ họ hành nghề giã điện liên tục 4 năm nay và chưa có ý định dừng lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc Nhìn Trưa Nay vào lúc 11h30 phút mỗi ngày trên trang tv.tuổitrẻ.vn. Mọi đóng góp cũng như những thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvoa@tuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Trang Rức. Còn bây giờ, Mít Lê xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.